Xin chào các bạn nhé. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của kênh Trên Hải Phòng của chúng tôi. Như các bạn đã biết thì thành phố Hải Phòng chúng ta không chỉ là một trong những thành phố cảng công nghiệp mà còn là một trong những nơi mà có tiềm năng du lịch biển rất là lớn. Không những vậy, Hải Phòng hiện còn lưu giữ nhiều những cái nét hấp dẫn về kiến trúc, bao gồm những cái kiến trúc truyền thống tâm linh với những đền, đình, chùa, miếu mạo khá là linh thiêng. Có thể kể đến một số nơi nổi tiếng như là bãi cọc Cao Quỳ này, khu di tích Bạch Đằng Giang, rồi đền Mõ và rất nhiều những cái điểm tâm linh nổi tiếng khác nữa. Nhưng trong video ngày hôm nay thì trên Hải Phòng muốn giới thiệu với các bạn một cái địa điểm tâm linh mà nơi đó được xem như là một cái kinh đô đầu tiên của người dân vùng biển do nhà Mạc dựng lên các bạn nhé. Một trong những kinh đô đầu tiên của người dân vùng biển đó chính là khu tưởng niệm Vương Triều nhà Mạc. Và nếu bạn bắt đầu đi từ trung tâm nội thành thì các bạn đi qua cầu Giàng 1 hoặc cầu Võ Nguyên Giáp, xuôi thẳng xuống trục đường Phạm Văn Đồng, sau đó thì di chuyển vào thôn Cổ Trai thuộc xã Ngũ Đoan của huyện Kiến Thụy để đến khu tưởng niệm Vương Triều Mạc. Đây chính là cái địa điểm của khu vực này. Và bạn sẽ phải mất tầm 45 phút cho cái quãng đường khoảng 23 km từ trung tâm của thành phố Hải Phòng. Nơi đây vốn là phần đất của nhà Mạc và cũng đồng thời là khu vực trung tâm của kinh đô thứ hai sau thành Thăng Long. Để ghi nhớ công ơn của các vị vua nhà Mạc cũng như là bảo tồn giá trị văn hóa lịch sử của vương triều này thì nhà nước ta đã cho xây dựng và khôi phục lại công trình từ đường nhà Mạc để mọi người có thể đến dâng hương tưởng niệm các vị vua. Nhìn không gian xung quanh khu tưởng niệm vương triều nhà Mạc được ghi hình từ trên cao xuống bằng flycam, các bạn có thể thấy được nơi đây được bao phủ bởi một màu xanh mát rộng lớn của cây cối, đồng ruộng, ao hồ và có thể nói rằng cực kỳ mãn nhãn. Với tổng diện tích khoảng 10,5 hecta thì khu vương triều nhà Mạc là nơi thờ của 5 vị vua triều Mạc định đô tại Thăng Long từ những năm 1527 đến năm 1592. Trong cái lịch sử phong kiến Việt Nam ấy thì nhà Mạc là một trong triều đại nắm cái triều chính ngắn nhất, chỉ với khoảng đâu đó 65 năm theo như là tôi đã tìm hiểu lịch sử được biết. Tuy nhiên thì vương triều Mạc thì đã để lại cho đời sau rất nhiều những dấu ấn, những bí ẩn và hàng loạt những chứng tích lịch sử trên cái giải đất duyên hải Bắc Bộ này. Theo như tôi tìm hiểu một chút về lịch sử thì được biết rằng có một số sử sách đã ghi lại rằng vương triều Mạc do Thái tổ Mạc Đăng Dung từ năm 1483 đến năm 1541 sáng lập ra. Ông là người làng Cổ Trai, huyện Nghi Dương, phủ Kinh Môn, trấn Hải Dương, nay là làng Cổ Trai, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Đó, Hải Phòng chúng ta thì cũng có ông tổ Mạc Đăng Dung là vua đấy. Thì ông thuộc dòng dõi con cháu của những danh nho đời Trần như là Mạc Hiển Tích, Mạc Định Chi. Đấy, năm 1527 thì Mạc Đăng Dung được thăng tước thái sư, rồi ép Lê Cung Hoàn nhường ngôi cho mình. Việc nhà Mạc thay thế một nhà hậu Lê không còn đủ năng lực và bị thiên hạ chán ghét là cái tất yếu lịch sử. Cái này thì tôi cũng không nói nhiều về cái việc đúng hay sai. Đấy, vì nếu dòng họ Mạc không nổi dậy thì các cái dòng họ khác, các cái thế tộc khác cũng cái làm điều cái tương tự trong cái bối cảnh đó mà thôi. Thì sau gần 3 năm làm vua thì Mạc Đăng Dung nuôi về Dương Kinh để ở ẩn, trao lại cái ngôi báu cho con trưởng là Mạc Đăng Doanh. Nhưng ông vẫn ngầm chỉ đạo cái việc điều hành triều chính. Từ đó cho trở đi ấy thì con cháu của Mạc Đăng Dung thay nhau lên nối ngôi và tham gia tiếp quản cái công việc triều chính. Và để ghi nhớ cái công ơn của các vị vua nhà Mạc cũng như là bảo tồn cái giá trị văn hóa lịch sử vương triều Mạc một thời ấy, thì chính phủ nhà nước đã cho khởi công xây dựng, khôi phục công trình từ đường họ Mạc trên chính cái mảnh đất tổ tiên của dòng họ, trở thành nơi để mọi người đến tham quan, dâng hương để tưởng niệm các cái vị vua nhà Mạc. Khu tưởng niệm Vương Triều Mạc thì đã được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 2004. Và trước khi sải bước qua cái trên cái cầu Hồ Bán Nguyệt để vào Ngũ Tiền Môn được xem là cánh cửa của Vương Triều nhà Mạc ấy, thì các bạn sẽ qua cái khu chính điện bao gồm tiền điện 7 gian, thiêu hương hay còn gọi là ống muống và hậu cung 5 gian.
Sau đó là ngũ tiền môn với nghi môn ngoại và nghi môn ngoại, nghi môn ngoại và nghi môn nội thì có cấu trúc 4 trụ 3 gian 2 tầng 4 mái và tạo nên một cái không gian khá là linh thiêng. Và nơi các bạn dừng chân nghỉ ngơi sắp lễ trước lúc vào dâng hương ở khu vực chính điện ấy là hai cái tòa nhà giải vũ và nó nằm song song đối diện với nhau ấy. Thì đây là nơi che mưa che nắng và nói chung là theo cái quan niệm của người phương Đông nó nói lên cái sự che chở của dòng tộc họ Mạc đối với các thế hệ con cháu. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi vào bên trong khu thờ tự chính của khu tưởng niệm vương triều nhà Mạc để cùng tìm hiểu về cái công trình này đã được tạo dựng công phu như thế nào nhá. Cũng như là chúng ta cùng tham quan cái nơi thờ tự của các vị vua nhà Mạc cũng như là tìm hiểu những cái di tích lịch sử, các cái cổ vật và các cái đồ thờ quý giá tại nơi đây. Nhìn vào nhà chính điện thờ các vua nhà Mạc với tổng thể tòa nhà gồm 4 mái, 7 gian 2 trái, 6 hàng chân cột và có diện tích đâu đó trên 378 m². Phần mái nhà chính điện được nắp ngói mũi hài đã được phục chế, rồi ngói chiếu có hoa văn chữ thọ. Khi đến thăm khu tưởng niệm, các bạn có thể chiêm ngưỡng rất nhiều những đồ thờ, những cổ vật quý giá ở trong cái điện chính này. Từ chiếc bình với hình ảnh chùa Một Cột này, chim hạc này, rồi đến các cái đại hồng trung nặng đâu đó 1.500 kg, rồi chiếc chiêng đồng với hình ảnh hai con rồng khắc nổi được đặt trang trọng trong chính điện. Đặc biệt ở đây thì có thanh Định Nam Đao. Cái thanh Định Nam Đao này khá là nổi tiếng và nó đã có hơn 500 năm tuổi nha các bạn nhé. Và nó là đã từng cùng với vua Mạc Đăng Dung xông pha chiến trận và bách chiến bách thắng. Đấy. Và theo nhiều nhà khảo cổ học ấy, đây hiện là cái thanh Long Đao lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á, với chiều dài đâu đó 2,5 m và cân nặng 25,6 kg, bằng sắt rỗng. Và phần lưỡi đao dài 95 cm, còn phần cán dao dài 1,6 m. Theo gia phả của dòng họ ấy và truyền ngôn của các bậc cao niên ấy thì thời còn làm tướng ấy, Đức Mạc Thái Tổ thường sử dụng thanh đại đao này để xông pha trận Mạc. Và các bạn thấy khủng khiếp không ạ? Với một thanh Long Đao nặng 25,6 kg mà Mạc Thái Tổ thường xuyên sử dụng để xông pha trận Mạc thì có thể nói là ông là một người có sức mạnh vô địch luôn. Đến với khu tưởng niệm thì các bạn có thể được tìm hiểu rõ hơn về hành trình hàng trăm năm của thanh Long Đao này, với những cái câu chuyện được gìn giữ, cất giấu, thờ phụng của triều đình nhà Mạc và dòng họ Mạc kể từ sau ngày Mạc Thái Tổ băng hà. Và trải qua không ít khó khăn, thậm chí là cả máu và nước mắt để bảo vệ cái di vật này của tiên tổ khỏi cái sự phá hủy của thời gian, thì dòng họ Phạm, gốc họ Mạc ở Nam Định, tìm đủ mọi cách để giữ gìn cái bảo vật. Khi thì để trong hòm kính này, khi thì để trong hòm tôn này, rồi khi thì ngâm hoàn toàn trong nhớt để chống rỉ sét. Và thể theo nguyện vọng của tiên tổ và các cái chi họ Mạc, gốc Mạc trên toàn quốc ấy, thì năm 2010 họ Phạm gốc Mạc quyết định rước cái thanh Long Đao này trở về thôn Cổ Trai, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, đúng vào cái dịp kỷ niệm 469 năm ngày mất của Mạc Thái Tổ, và khánh thành công trình khu tưởng niệm vương triều nhà Mạc và công trình chào mừng 1.000 năm Thăng Long Hà Nội. Cái ngày mà đưa cái thanh Long Đao của Mạc Thái Tổ về đất Cổ Trai sau 418 năm lưu lạc, nó như một cái sự linh ứng kỳ diệu. Và đúng cái thời khắc mà đưa thanh Long Đao này vào hộp kính đặt ra phía trước tượng của Mạc Thái Tổ, thì trên bầu trời xuất hiện 5 cái áng mây vàng hình rồng trầu về phía chính điện. Hiện tại thì nhà chính điện có một cái bức ảnh lớn ghi lại cái khoảnh khắc huy hoàng này với cái tên là Ngũ Long Trầu Triều. Đấy, thì các bạn đến với khu vương triều nhà Mạc thì các bạn có thể chiêm ngưỡng cái bức ảnh này. Đấy, nhân kỷ niệm 470 năm ngày mất của Thái Tổ Mạc Đăng Dung được diễn ra vào ngày 16 tháng 9 đến ngày 18 tháng 9, thì huyện Kiến Thụy cũng đã đề nghị nhà nước công nhận thanh Long Đao của Mạc Thái Tổ là bảo vật quốc gia. Còn đây là gian thờ tự chính của 5 vị vua nhà Mạc. Nhà Mạc đã trải qua 5 đời vua Mạc Đăng Dung từ năm 1527 đến năm 1529, Mạc Đăng Doanh từ năm 1530 đến năm 1540, Mạc Phúc Hải từ năm 1541 đến năm 1546, Mạc Phúc Nguyên từ năm 1947 đến năm 1561 và Mạc Mậu Hợp từ năm 1562 đến năm 1592.
Đến đầu năm 1593 thì triều đại nhà Mạc chính thức khép lại dưới tay quân Lê Trịnh, đánh dấu 65 năm trị vì. Tuy nhiên thì hậu duệ nhà Mạc vẫn còn cát cứ ở các cái khu vực Cao Bằng để chống lại nhà hậu Lê đến tận năm 1677 mới mất hẳn. Và đây chính là cái thanh long đao 500 năm tuổi mà tôi vừa giới thiệu với các bạn. Thanh đao đã được công nhận là bảo vật quốc gia. Thì trong suốt quãng thời gian trị vì thì nhà Mạc đã đưa ra rất nhiều chính sách cải cách, phát triển kinh tế, làm cho đời sống nhân dân no đủ, xã hội ổn định. Nhà Mạc không theo chính sách là trọng nông ức thương như thời nhà Lê Sơ, nhưng đã đưa được kinh tế vùng Đông Bắc mạnh lên với cái hoạt động thủ công này, thương nghiệp phát triển này. Tiêu biểu như là gốm sứ thời nhà Mạc đã có thể vươn tới thị trường Đông Nam Á và các nước Trung Đông. Tuy là một cái vương triều có cái thời gian tồn tại ngắn, nhưng mà chúng ta không thể phủ nhận rằng triều đại nhà Mạc đã để lại những cái dấu ấn khá là đẹp cho lịch sử nước nhà trong giai đoạn nửa đầu thế kỷ thứ 16. Và cũng có một cái điều khá là thú vị, tại cái khu tưởng niệm vương triều Mạc này thì có xây dựng một cái khu sinh thái thu nhỏ, một cái địa điểm du lịch giáo dục trải nghiệm kết hợp tìm hiểu văn hóa truyền thống được rất nhiều mọi người thích tại Hải Phòng. Không chỉ dành cho du khách đến tham quan trải nghiệm mà nơi đây là còn điểm đến khá là hấp dẫn cho các em nhỏ. Khi đến đây thì các bạn sẽ được trải nghiệm cuộc sống của người nông dân với các công việc như là bắt cá, trồng rau, thu hoạch củ quả cho gia súc ăn, hay là tự tay trồng cây, tưới cây và các cái trải nghiệm công việc của nhà nông. Ngoài ra thì các bạn trẻ còn có thể được chơi các cái trò chơi dân gian như là bắt vịt này, bắt heo, kéo co, nhảy bao bố, hay là tự tay nặn những cái bánh trôi nước và được thưởng thức sản phẩm do chính mình làm ra tại khu trải nghiệm. Thưa các bạn, là tạm rời xa khỏi cái không gian ồn ào, náo nhiệt nơi phố thị để về với một vùng đất yên bình, xanh mát, an nhiên. Đây sẽ là những cái trải nghiệm khá là thú vị và đáng nhớ tại khu trải nghiệm truyền thống đền nhà Mạc, đúng không các bạn? Còn các bạn thì sao ạ? Các bạn đã đến tham quan khu tưởng niệm vương triều nhà Mạc chưa? Và đã trải nghiệm những cái điều tuyệt vời khi tham gia khu sinh thái này chưa ạ? Hãy để lại ý kiến và bình luận của mình dưới video này nhé. Còn bây giờ thì bên mình xin kết thúc video giới thiệu về khu tưởng niệm vương triều nhà Mạc tại đây. Các bạn muốn kênh Trên Hải Phòng của tôi quay thêm các cái dự án, các công trình, những địa điểm nào ở thành phố Hải Phòng, cũng như là quý khách có nhu cầu quay video thì hãy comment ngay bên dưới để bên mình sắp xếp địa hình nhé. Và hãy nhớ là like và ấn subscribe để ủng hộ bên mình nhé. Xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.